xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường đi thăm gắn cả nhà ơi. Hôm nay Cường đi thăm với anh Lộc nha cả nhà, với chị Vinh. À. Hello mọi người. Chào Lộc cả nhà. À. Anh Lộc đẹp trai á. Hôm nay mấy anh em nói chung là đi thăm gắn, vừa đi thăm gắn vừa đi kiếm ong nha cả nhà. Hy vọng là vừa có gắn lại vừa có mật ong luôn nha cả nhà. Thì sớm giờ mấy anh em cũng chạy tới địa điểm thăm cả nhà ơi. Quay địa điểm đây mới chịu mất lợp giống như hồi hôm kia hôm qua nó chắc chết luôn. Nó sạch luôn. Rồi bây giờ đi Cường thăm rồi có gắn hay hút ong kiếm ong có thì Cường sẽ quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ mình đi thôi cả nhà. Thì Cường vô đây cũng phát hiện được 3 tổ ong nha cả nhà. Một tổ thì nó đóng trên cái tháp của nhà thờ nè cả nhà. Nó đóng mấy cái kẹo cũ nhóc chân mà Cường không biết sao hút nữa. Nói chung là cha cháu hút nha cả nhà. Cường mới sinh, Cường với anh Lộc mới sinh rồi. Nhà thờ này ở Phước Hảo hả anh? Phước Hảo hả? Nói chung có ông anh nè cả nhà, ông anh cũng quen với cha trong nhà thờ mới sinh được nha. Đó, cả nhà thấy cái tổ ong không? Đóng nhìn đó nè. Bố họ là anh Cường, sao họ đó cả? Có cả nhà thấy cục đen thui lùi không? Anh Cường. Mà không biết có mặt hay không? Không biết có mặt hay không? Đó, cả nhà thấy tổ ong không? Nhìn cũng đọt sao, thấy cục đen nè. Đứng dưới nhìn thấy đồ mặt cũng phì lắm nha cả nhà. Đó cả nhà, cục đen thui lùi. Rồi bây giờ đi Cường trang bị đồ nghề Cường lên bắt nha cả nhà. Hy vọng là nó sẽ có mặt nha. Lên bắt cả nhà ơi. Cây này thì Cường leo tay luôn. Leo dậy lên, nó leo lên, leo xuống tháo qua tháo vô cực quá. Có anh em leo gọi mà không biết leo mùa nào nữa. Hy vọng là có mặt nha cả nhà. Không có mặt xuống chửi anh Lọc giấy chứ. Cây bự lắm nha cả nhà, cao lúc chìm lọt. Nãy leo sao hay vậy anh Lộc, chỉ em leo thôi. Cây nó bự, có anh em leo chạy định giấu bẫy rồi. Còn nãy giờ còn gắn về định vô ngồi đó cả nhà. Không mà thôi để leo tay cho nó linh hoạt. Cái đầu mặt cũng phì phì, không biết sao đây. Đứa quá. Thôi cả nhà, leo lên khúc nè. Cây chà bá nữa trời. Còn khúc nữa. Thứ gì chịu nổi. Leo tới đây, giờ leo hết nổi rồi, xuống được không? Tì muốn xuống xuống hả? Cây cao mà đút không cháy lên, thứ gì chịu nổi nha. Phun nó ra cái mà được. Im mày, im mày. Im mày. Ông cũng lớn ghê. Nhà thấy không? Quýnh này cả nhà ơi.
Cái dừa nó không cháy không. Lớn hình dung mà đút gì ngộ người ta đút cháy được không. Cháy lúc muốn cháy lúc không không là chết luôn rồi. Quýnh quá trời quýnh luôn rồi. Cái nhà nhìn tổ ong lớn rồi. Hình dung không? Không biết có mặt hay không em. Mặt không còn chưa biết nha cả nhà. Có một ít cái nhà ấy. Ít anh ơi. Ừ. Chắc không được quá. Quýnh quá chịu quýnh luôn. Đây còn quay vô cái nhà xem luôn. Mặt ít quá cái nhà ấy. Có chút xíu mặt. Thôi để con cắt con nghe cả nhà. Cây cao mà leo lên mặt ít quá. Khu nhà Vinh giờ mặt khô quá cả nhà. Con mặt bị khô. Quýnh gì thấy ghê vậy trời. Cây cao thấy ghê luôn. Mặt siêu khủng mùa mưa. Thôi kệ đi cái nhà lên mình có thành quả được vậy là quý rồi. Còn tính là không có luôn á. Không biết được nữa xị mặt không. Thứ gì chịu nói. Ý là Vinh ông gần nhiều lắm nha cả nhà. Mà có điều mặt nó hơi yếu. Rồi bây giờ đi xuống cả nhà ơi. Linh ta linh tinh nó quýnh chết luôn nha. Cây cao chóc vót trên đọt. Đứng góc nãy định đứng nhìn nữa cả nhà, cũng mặt phì dữ lắm. Đây là nhà thờ Phước Hảo nha anh em. Ở Trà Vinh nha. Xin chào cả nhà.
Nay Cường lại tiếp tục bắt ong nữa cả nhà ơi. Nay bắt nhà ông chú. Đây. Cũng anh Lộc rồi nghe cả nhà. Mấy anh em không à, đi sớm giờ hốt, nói chung là hốt chừng đâu chừng cả ngàn ổ rồi nghe cả nhà. Mà được. mặt không đủ là ba anh em uống nữa. Thì còn mà anh Lộc dẫn đi hốt con trên cái u nha. Cái u này ổ cũng bự sức nằm lúc bển trên chen bập lá. Lộc quấn nuốt đã thiệt ra. Khói lên cái muốn chết luôn trên cây ấy luôn. Thôi giờ đi còn lên bắt nha cả nhà. Cái u cũng nhỏ cả nhà, không bự mấy. Dễ leo. Rồi, bây giờ Cường leo lên nha cả nhà. Thôi hốt tổ cây gòn gai xong cái muốn chết luôn. Đuốc nó tắt rồi. Thôi Cường cố gắng từng leo lên rồi quay cái đầu ong cho cả nhà xem. Ông cũng nói chung ra cũng coi coi cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Cái u đóng hơi nhạn hơi nhỏ nha cả nhà. Thì dòng này sẽ có mặt nha. Mùa này kiếm xị nửa lít là quý rồi cả nhà ơi. Ông tháng này giờ mặt yếu quá. Nhanh u cũng hơi nhỏ. U sắp trắng. Mặt hơi yếu à. Mặt ít này anh Lộc ơi. Mặt hơi ít này. Chắc được. Mặt hơi ít cả nhà ơi. Giờ chỉ có cách mót thôi chứ biết sao giờ. Cả nhà. Mặt xíu. Đậu sắp trắng. Lỡ leo tới đây rồi cắt luôn cả nhà. Khu Cường giờ cũng vậy luôn cả nhà ơi. Tí xìu à. Không có mặt miết gì dân khu gan. Trời ơi tổ non. Thôi có mặt. Dã man. Cho chủ nhà luôn cả nhà ơi. Thích quá. Trời ơi bé quá. Thôi giờ còn ốp video nha cả nhà, đỡ mất thời gian của cả nhà. Thôi được nhiêu đây nè cả nhà.